xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Năm 1968, một sự kiện lịch sử đã xảy ra, làm thay đổi cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ đây, làm đảo lộn mọi toan tính của giới cầm quyền Mỹ. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt của quân giải phóng vào khắp các đô thị trên toàn miền Nam Việt Nam, với các hướng trọng điểm Sài Gòn, Huế và Khe Sanh, đã trở thành chiến trường nóng bỏng, bất ngờ nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó đã làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ và buộc Mỹ đến bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris năm 1973, mở đầu cho việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chiến công và sự hy sinh anh dũng của các lực lượng vũ trang quân giải phóng, mà đặc biệt là của lực lượng biệt động Sài Gòn, đã làm nên hào khí ngút trời của một lớp người ra trận thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Họ đã đi vào lịch sử dân tộc trong sự kiện Mậu Thân 1968. Thời điểm giáp Tết cổ truyền Mậu Thân 1968, khi người dân miền Nam đang nô nức chuẩn bị đón năm mới, cũng là lúc Bộ Chính trị và Trung ương Cục miền Nam đang toan tính thực hiện một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị. Như lời Bí thư thứ nhất Lê Dưỡng nói, để tạo bước ngoặt của cuộc chiến, mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm theo truyền thống quân sự Việt Nam. Kế hoạch được giữ tuyệt mật đến tận giờ phút cuối và được các đặc phái viên từ ngoài Bắc vượt đường Trường Sơn vào từng chiến trường phổ biến trực tiếp cho một số cán bộ chủ chốt ở các địa phương. Không khí đón Tết của mùa xuân lịch sử rộn ràng và háo hức một cách kỳ lạ. Dường như ai cũng đều dự cảm về một sự kiện lớn đang sắp sửa đến gần. Trước giờ nổ ra cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, so sánh tương quan lực lượng của hai bên tham chiến trên chiến trường miền Nam, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, quân giải phóng miền Nam gồm 277.000 quân với 4 sư đoàn và 1 trung đoàn ở khu vực giáp ranh khu phi quân sự vị trí 17, 2 sư đoàn ở duyên hải miền Trung và 1 sư đoàn ở khu vực Tây Nguyên. Quanh Sài Gòn có 3 sư đoàn 5, 7, 9 thuộc bộ đội chủ lực miền, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng biệt động. Ngoài ra còn có 30 tiểu đoàn độc lập và hơn 60 tiểu đoàn cấp khu vực và địa phương. Phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa có khoảng 630.000 quân và hơn 141.000 lính trụ bị, trong đó có 2 sư đoàn ở vùng 1 và 2 sư đoàn ở vùng 2, 3 sư đoàn ở vùng 3, 3 sư đoàn ở vùng 4 chiến thuật, cùng 1 sư đoàn dù và 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến. Được hỗ trợ bởi các hạm đội tàu tuần duyên và 5 phi đội tiêm kích. Cùng với quân đội Hoa Kỳ có khoảng 500.000 quân với 2 sư đoàn thủy quân lục chiến, 6 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn kỵ binh bay, 2 lữ đoàn dù, 1 trung đoàn thiết kỵ và 1 đơn vị đặc nhiệm. Về phía lực lượng đồng binh có 2 sư đoàn lính Nam Hàn với gần 49.000 quân, 1 lữ và 3 tiểu đoàn Úc với khoảng gần 6.600 quân, cùng 1 lực lượng đáng kể quân đội New Zealand, Philippines và Thái Lan. So sánh theo một phép tính đơn giản thì một bên là 277.000 quân với các loại vũ khí thông thường, và một bên là hơn 1.300.000 quân với các loại vũ khí tối tân hiện đại nhất. Đây thực sự là đỉnh cao cuộc đọ trí đọ tài giữa hai lực lượng tham chiến. Phía Mỹ đứng đầu là Tổng thống Lyndon Johnson, tập trung quanh mình những bộ óc trí tuệ,
như Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, tướng Westmoreland, vị tướng lẫy lừng trong Thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên. Về phía ta, đứng đầu là Bí thư thứ nhất Lê Dưỡng, tác giả của ý tưởng đánh đòn tấn công vào các đô thị miền Nam. Tiếp đến là Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tư lệnh chiến trường, Thượng tướng Trần Văn Trà, Phó Tư lệnh, và là vị tướng tài ba am hiểu chiến trường miền Nam. Và trong cuộc đọ sức này, ai là kẻ thắng người thua, lịch sử về sau đã có câu trả lời. Đến tháng 10 năm 1967, có một cuộc họp Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương mở rộng 5 ngày do đồng chí Trường Chinh chủ trì hội nghị để quyết định cho Tết Mậu Thân, thì đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Võ Nguyên Giáp là vắng mặt. Hai con người quan trọng nhất và một trong hai người ấy là cái chủ nhân của cái ý tưởng là hướng toàn bộ cái nỗ lực của chúng ta, hướng toàn bộ sức mạnh của cách mạng Việt Nam ở miền Nam vào chiến trường đô thị là đồng chí Lê Duẩn. Tại sao lại vắng? Cho đến hiện nay, những cái tài liệu cho thấy thì vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát. Có một cái người ta nói rằng là chưa thật sự có cái sự đồng thuận trong cái cách thức mở cái hoạt động vào cái dịp Tết Mậu Thân bằng cách đấy, và cái sự vắng mặt ấy cho đến hôm nay vẫn là một câu hỏi lớn đối với giới nghiên cứu lịch sử quân sự của Việt Nam. Tháng 11 67 thì Bộ Chính trị chính thức có một cái quyết nghị về chuẩn bị thực hành tổng công kích Tổng Khởi Nghĩa. Tháng 11 67 thì Bộ Chính trị thức và bắt đầu phổ biến cho các chiến trường khoảng trước 4 tháng. Phổ biến trước 4 tháng cho đến cấp khu ủy. Việc lựa các mục tiêu để tấn công thì như vậy là những mục tiêu như vậy là bảo đảm cho không phải là chỉ có Sài Gòn nổi dậy, mà như vậy là cho cả miền Nam nổi dậy. Thì đó là đấy, tức là như vậy, những mục tiêu chủ chốt, tòa đại sứ Mỹ, dinh tổng thống, giờ thì là như vậy, bộ tổng tham mưu Ngụy, giờ sở chỉ huy Mỹ ở tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa, giờ thì là như vậy, tổng kho Long Bình, tức là đánh vào toàn các cái yếu điểm mà bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh. Thế cái điểm nữa mà phải, tức là như vậy, Trung ương Cục miền Nam á, là huy động tất cả đảng viên cán bộ của các tỉnh ở tại miền Nam có thể huy động được đưa về Sài Gòn làm nòng cốt cho mối nổi dậy. Chỉ đạo là gì? Tất cả các quân khu, các địa phương trên toàn miền là tập trung lực lượng tấn công vào đô thị. Tức là chuyển hướng chiến lược từ rừng núi, nông thôn, đồng bằng về đô thị. Xác định trọng điểm 1 là Sài Gòn, Gia Định. Trọng điểm 2 là Đà Nẵng, Huế, Khai Sơn. Còn các khu, các địa phương khác là phối hợp với trọng điểm với mục đích là căng kéo địch ra, không cho địch tập trung lực lượng về các trọng điểm. Riêng Khai Sơn thì ta chủ trương dùng chủ lực miền Bắc tiêu diệt, tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Mỹ ở Khai Sơn, coi như là một cái đồn nghi binh chiến lược, đồng thời kéo Mỹ ra Khai Sơn để mà hỗ trợ cho trọng điểm. Để phục vụ cho sự kiện Tết Mậu Thân 1968, phòng tình báo miền G22 được thành lập. Những cán bộ ưu tú nhất được điều vào Nam bổ sung cho G22 trở thành một tổ chức mạnh. Ngày đó, toàn bộ các thành viên của tổ chức này được lệnh khẩn trương vào cuộc tìm hiểu, thu thập tin tức và điều nghiên chiến trường, đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin tình báo chiến lược để phục vụ toàn chiến trường. Trước một cái trận đánh, trước một cái chiến dịch, trước một cái gì đó thì bao giờ phải có một cái báo cáo đánh giá về, bao giờ thế, một là đánh giá về địch,
về ta, về tình nhân dân, về tình địa hình như thế nào, thì cái đánh giá địch càng chuẩn xác bao nhiêu thì cái quyết tâm của người chỉ huy càng chuẩn bấy nhiêu. Thế mà muốn đánh giá được địch ấy, là phải có một nguồn tin tốt. Đấy. Nguồn tin tốt ở đây thì như vừa rồi tôi nói, có rất nhiều nguồn tình báo, có rất nhiều. Một là những cái tin tức tình báo chiến lược, nó cho mình một cái nhìn tạm quan về mặt chiến lược chung tất cả này khác. Trước Mậu Thân thì tình báo của mình có làm mấy việc, tức là cái cánh, không phải cánh của mình, nhưng mà cái cánh A Mai đó, tất cả bản đồ kêu bằng của miền Nam đó, nó vẽ trên cái tỷ lệ 125.000 đó, thì anh em chở được một xe về trên chiến khu. Một nguồn tình báo thôi là của anh Phạm Xuân Ẩn, của anh Bắc Quốc như thế nào, của anh Hai Nhạ như thế nào, của anh Thúy như thế nào, vân vân, thì những cái nguồn tin là cực kỳ, có thể nói là đứng nhận tình báo Việt Nam mình như vậy. Tức là thì từ những cái nguồn như thế thì cung cấp tin tức như thế nào. Tôi có thể nói như thế này, hồi bọn tôi ở cơ quan nghiên cứu, mỗi một lần mà chờ đợi tin của các ông này mà ở trong đưa ra là coi như là nhận một cái tin đó là khấp khởi, là rất là mừng cái chuyện đó. Họ là những điệp viên xuất sắc từng một thời tung hoành ngang dọc trong hàng ngũ kẻ thù. Không kể hiểm nguy, họ đi tiên phong trước mỗi trận đánh, mỗi chiến dịch, trong đó có cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, để thu thập tin tức tình báo chiến lược, phục vụ các trận đánh, tiết kiệm xương máu cho đồng đội ở phía sau. Những cái tên như Phạm Xuân Ẩn, Đặng Trần Đức, Vũ Ngọc Nhạ, vân vân, đã làm nên những huyền thoại của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Khi nhận chỉ thị phục vụ cho trận đánh Tết Mậu Thân 1968, nhiều người trong số họ đã xác định tinh thần đây là trận đánh cuối cùng, nên có để lộ nhiều sơ hở. Điển hình như lưới A-22 của ông cố vấn Vũ Ngọc Nhạ sau Mậu Thân đã bị dở, và gần như toàn bộ lưới đều sa vào tay giặc. Vào thời điểm trước Tết Mậu Thân, điệp viên Phạm Xuân Ẩn và cụm trưởng Tư Can của lưới tình báo H-63 nhận nhiệm vụ điều tra tình hình an ninh bố phòng khu vực đô thành Sài Gòn. Trong đó có việc tìm hiểu về mục tiêu Bộ Tư lệnh Hải quân Quân đội Sài Gòn đóng tại bến Bạch Đằng. Trong vai một người bạn chơi chó chơi chim, cụm trưởng Tư Can và điệp viên Phạm Xuân Ẩn đã xuôi ngược khắp ngõ ngách Sài Gòn. Lúc trên chiếc xe Renault màu xanh lá, lúc xuống thuyền ngang dọc trên sông Sài Gòn, mọi tin tức và hình ảnh đã được thu thập bằng trí nhớ của ông Tư Can ngay giữa trung tâm đầu não kẻ thù, nơi mà mạng lưới mật vụ tay sai dày đặc khắp nơi. Năm 68 đó, mình mở cái đợt tổng tiến công vô cái thành phố Sài Gòn. Mà trong đó có cái mục tiêu trên đề ra là Bộ Tư lệnh Hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Đó, cái đó, quánh vô đó. Thì nhiệm vụ của cái cụm tình báo của mình là phải vẽ cái sơ đồ đó và nghiên cứu con đường để anh em tiếp thúc vô tấn công. Đó thì mình với ông Phạm Xuân Ẩn á, đây tình báo lũ lạc của cái cụm H63 mình á, thì cũng mướn xuồng ở đằng cái bãi Thủ Thiêm á, mướn xuồng đằng bến Thủ Thiêm á, rồi lúc đó là cái không phải xuồng máy, chèo tay, hai người mới là đi dọc ở bên kia, nó đi sát đây nó bắn liền á, đi bên kia, nó qua mà tất cả cái đó, đi qua một đoạn và đi lại là mình thu vô đó và về mình vẽ, thu bằng hai con mắt á. Cùng lúc đó, lưới A-22 của ông cố vấn Vũ Ngọc Nhạ với toàn các yếu nhân trong chính quyền Sài Gòn được giao đặc trách điều nghiêng ba mục tiêu Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Tổng nha cảnh sát, bám sát Tổng thống Thiệu và Đại sứ Mỹ Bunker. Ký ức của những ngày hoạt động sôi nổi năm xưa lại có dịp tuôn trào khi những thành viên A-22 trở lại thăm Dinh Độc Lập.
Người lái chiếc xe màu đỏ này là ông Nguyễn Văn Lễ, điệp viên bí số H3 của lưới tình báo A20 H67. Thời điểm trước Tết Mậu Thân, dưới vỏ bọc nghị viên trong Viện Dân biểu Sài Gòn, ông đã trực tiếp đưa đón cụm trưởng của lưới và đặc biệt là Tư lệnh phân khu Bắc Sài Gòn Gia Định Nguyễn Thế Truyện vào tận sân bay Tân Sơn Nhất để thị sát mục tiêu. Ngôi nhà ông ở trở thành kho vũ khí trong nội thành để phục vụ chiến đấu và cũng là nơi đặt tổ điện đài của tình báo liên lạc trực tiếp về J-22. Và nếu không nhờ đến yếu tố may mắn, rất có thể thân phận của ông đã bị bại lộ trong một cuộc khám xét bất ngờ khi sự kiện Tết Mậu Thân mới diễn ra được một ngày. H3 còn lập được chiến công lớn khi đưa cụm trưởng Bảy Vĩnh đi thị sát công khai chi khu quân sự Phước Long, một mục tiêu rất khó xâm nhập theo con đường bí mật của trinh sát. Lực lượng tình báo đã đi tiên phong mở đường, nhiệm vụ còn lại thuộc về các đơn vị trực tiếp chiến đấu, mà trọng tâm là biệt động thành và các tiểu đoàn mũi nhọn. Lúc đó là như vậy, là ở tại Sài Gòn Chợ Lớn đó, thì như vậy chúng ta tổ chức thành một cục Sài Gòn Chợ Lớn, và đó là các tỉnh xung quanh Sài Gòn Chợ Lớn rã rời với nhau. Thì bây giờ như vậy ta không có tổ chức lại như vậy, mà Sài Gòn Chợ Lớn tổ chức thành 5 phân khu, tức là 5 cái mũi dồi tấn công vào đó. Đuôi nó dài, thì dụ như là cái mũi ở tại phía phía thủ đô 1, tức là cái mũi mà thẳng đi xuống dọc theo đường 13 xuống đó, thì như vậy lấy nguyên cả cái tỉnh Bình Dương làm cái đuôi. Rồi cái mũi ở bên chỗ phía mà của bên chỗ Củ Chi đi xuống thì lấy luôn lên tới đó một phần đó của Tây Ninh để làm cái đuôi, ở dưới kia lấy luôn cả cái Long An làm. Anh chỉ là kết hợp giữa Sài Gòn Chợ Lớn và các tỉnh xung quanh ấy, Sài Gòn Chợ Lớn thành 5 cái mũi tấn công vào Sài Gòn. Muốn đánh một cái mục tiêu ở trong thành phố, ít nhất anh phải chuẩn bị cái này, một cái đội ngũ chiến đấu. Mà đội ngũ tinh nhuệ là khoảng 10, 15, 17, 20 người thôi, chứ không nhiều. Ở một cái thành phố anh cũng thể mà đưa cả tiểu đoàn vào được. Đấy là một. Thứ hai là phải kho, mỗi kho vũ khí để trang bị đủ cái số người đó, cái số cơ số để cho cái số cái đồ đó đấy. Thứ ba là anh phải có cái chỗ tập kết cái vũ khí và tập kết quân trước khi anh bước vào chiến đấu. Thứ tư là anh phải có phương tiện để đưa anh em đi. Thì phương tiện đó là tất nhiên là cái mình tập kích mà, thành cái phương tiện đó phải là ô tô. Thì tất cả nó là cái bộ sầu đó, mà chữ Pháp là dùng cái chữ công lê đó, người làm một cái bộ sầu đó thì phải khó như vậy mới có thể là cơm chuẩn bị được. Các lực lượng chiến đấu và cơ sở nội đô đã được xây dựng từ thời điểm có kế hoạch X. Lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị trước trận đánh lớn. Những cơ sở giữ kho vũ khí được gấp rút tuyển chọn và xây dựng gần sát chính mục tiêu là Dinh Độc Lập, Đài Phát Thanh, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng Nha Cảnh sát, Biệt khu Thủ đô, Khám Chí Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất, Tòa Đại sứ Mỹ. Tất cả đều được những cơ sở nội đô giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả với gia đình. Chọn được những người mà giữ kho là khó lắm, rất khó. Mà đây có một cái chuyện là ấy, cái luồng quần chúng. Mà cái luồng quần chúng này, đặc biệt là luồng quần chúng bắt vào trước cách mạng tháng 8, những cái gia đình nó rất là có sự tin cậy về chính trị. Tất nhiên sau này con gái họ đi làm sĩ quan, con này họ làm ấy, thì nó có ấy. Chứ trước khi họ là, thành ra mình nhắm những người mà giữ khó là những người trong kia như vậy. Tất cả những cái danh sách mà dự kho là thông thường là cái số anh chị em đó. Số hồi trước là cơ sở của khuất tuyển quân hồi trước, của cái thời chống Pháp. Một số tài liệu của tình báo phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trước thời điểm diễn ra sự kiện Tết Mậu Thân 1968 cho thấy,
quân giải phóng đang gấp rút chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Điệp viên Phạm Xuân Ẩn đã báo cáo về Mỹ biết sẽ có đánh nhưng không biết thời điểm chính xác. Họ đã đánh giá sai mục tiêu tấn công và mức độ của trận đánh. Để vận chuyển số vũ khí đã tập kết ở Giang Đô vào các kho trong nội thành cất giữ, các đơn vị bảo đảm A-20, A-30 của biệt động Sài Gòn đã huy động tất cả sức người, sức của và trí tuệ nhân dân vào việc ngụy trang và vận chuyển. Hàng trăm tấn vũ khí các loại, từ súng trường AK, B-40 cho đến bọc phá, lựu đạn, đều được ngụy trang khéo léo dưới nhiều hình thức đa dạng, bất ngờ. Một lực lượng giao liên mưu trí và can đảm được lựa chọn để ứng phó với những tình huống nguy hiểm. Vượt qua các vòng gác dày đặc của kẻ thù, họ đã đưa vũ khí vào thành an toàn. Và cũng chính họ, những chiến sĩ không để lại tên tuổi, các anh, các chị đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong mùa xuân lịch sử 1968. Chuyển vũ khí mình phải tổ chức một cái đường dây riêng để mình chuyển. Anh nào đánh thì đánh, anh nào chuyển vũ khí thì chuyển. Thế chuyển thì mình hồi đó mình chuyển bằng cái nhiều cách. Một á là bằng đường bộ, thứ hai là bằng đường sông. Thế đường bộ, đường sông đều có thiết bị những cái chỗ mà cất giấu. Ví dụ ghe, thuyền ghe thì phải hai đáy. Thì có những cái thuyền ghe mà thì mình, ví dụ như cái ghe của ông, một ông già ở Hóc Môn á, thì có thể để dưới được đội chừng một trung tổ chiến đấu, khoảng đội chừng mười mấy hai chục cái chiếc AK. Người ta đúc kết đường, cái đường dây vận chuyển vũ khí từ ngoài Bắc, đường Trường Sơn vô Nam. Nhưng mà còn cái khúc á, cái khúc mình phải Nam rồi mình vô Sài Gòn, cái khúc đó chính là A-20, A-30 đó. Kể cả đường Hồ Chí Minh trên biển mà tàu không số trở về nó cũng A-20, A-30. Cho nên nó là một cái khối hoàn chỉnh từ Nam tới Bắc mà người ta đưa nó vào Sài Gòn. Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, quân giải phóng còn huy động lực lượng lớn nhân dân tham gia vào phong trào hủ gạo nuôi quân, cứu thương, tải đạn và nuôi dấu cán bộ, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy. Giống như vua Quang Trung trong Tết Kỷ Dậu 1789, bộ đội và nhân dân miền Nam đã tổ chức ăn Tết sớm trong chiến khu, chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đấu lớn có ý nghĩa quan trọng sống còn đang sắp sửa mở màn ở phía trước. Mà trong số họ, rất nhiều người đã ra đi và không bao giờ trở về. Hướng mặt trận Sài Gòn, gia đình, sư đoàn 9 chủ lực miền nhận nhiệm vụ tham gia tổng tấn công và nổi dậy khi đang đứng chân ở Ba Thu, Campuchia. Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ cho cuộc tổng tấn công, sư đoàn chỉ được phổ biến kế hoạch khi đã cận ngày nổ súng. Như chính ủy sư đoàn, đại tá Nguyễn Văn Tòng từng chia sẻ, lá thư động viên của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tới vùng Giang mới được đánh máy và gửi cho toàn đơn vị đọc trước khi nổ súng khoảng 1 giờ. Ở các hướng khác, lực lượng chủ lực cũng gấp rút hành quân về đồng bằng, áp sát Giang Đô theo đúng hình tượng, vừa chạy vừa xếp hàng mà Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng đã dùng để mô tả cho sự khẩn trương của cuộc động binh lịch sử này. Toàn quân toàn dân nô nức, ai cũng hạ quyết tâm một mất một còn với kẻ thù, trong khát khao giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trước cơ hội lịch sử ngàn năm có một. Hiểu là lần này dứt khoát là ta giải phóng được miền Nam. Cho nên là quân mà ta ở trên rừng ấy, phần lớn quân chủ lực nằm ở trên rừng. Rồi nó bắt đầu là tổ chức các cái binh đoàn đi xuống. Thì khi mà đi ra khỏi rừng, thường là ta quay trở lại chạy chào với rừng từ nay trở đi, rồi coi như là rất chắc chắn là được mà. Đốt luôn cả các cái lán trại trên núi đó mà. Để nó xuống đồng bằng rồi. Nên nó vào đô thị rồi, mới giải phóng miền Nam rồi mà. Thế mà ai không được đi cũng ở nhà mà coi hậu phương đấy, coi doanh trại các thứ đó, là coi có chịu đâu, là đi bằng được để mà xuống để mà giữ cái cuộc tổng tấn công này. Cái lực lượng đi thì đông lắm và tầng tầng lớp lớp, từ thanh niên trung phong rồi đến
xe ô tô, các đoàn xe ô tô vào, mở đường tuyến vào, mà xe tăng vào được làng vây thì chứng tỏ chúng ta chuẩn bị như thế nào đó cũng đưa được xe tăng vào. Và địch cái đoàn đó, tôi cho là khi đánh bằng xe tăng vào đấy choáng váng đấy, địch choáng váng, cũng bất ngờ cái vụ đó, người ta bí mật lắm. Hướng Khe Xanh đường chính được chọn làm nơi mở màn để nghi binh 10 ngày trước giờ rê. Các xe tăng, trọng pháo, đạn dược từ miền Bắc vượt đường Trường Sơn được lặng lẽ gùi cổng vào chiến dịch để đánh lạc hướng mạng lưới tình báo tinh vi và những bộ óc đầy hoài nghi ở Washington. Mặt trận Khe Xanh đường chính được tổ chức giống như trận địa dây lấn của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi hiệu lệnh tấn công. Đoạn đường này nằm ở vị trí chiến lược trên trục đường chính, tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, con đường giao thương giữa bốn nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar. Trong kháng chiến chống Mỹ, vào thời điểm trước khi xây dựng cầu Đắc Rông, nơi đây được xem là một điểm vượt quan trọng của tuyến đường Đông Trường Sơn huyền thoại. Và cũng chính nơi đây, vào 45 năm trước, đã chứng kiến kỳ tích oanh liệt của sức người trong công tác hậu cần và dân công hỏa tuyến, phục vụ cho chiến dịch nghi binh Khe Xanh đường chính trong năm 1968. Trong đó, phải nói đến huyền thoại gùi tăng vào chiến dịch của đồng bào Paco, Vân Kiều. Chiến tranh qua đi, người Paco, Vân Kiều với cuộc sống đời thường dẫu còn nhiều gian khổ, nhưng cùng với đồng bào cả nước, họ đang nỗ lực xây dựng cuộc sống mới và gìn giữ nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Đó cũng là thành quả mà bao thế hệ cha ông để hy sinh mới giành lại được. Ký ức những ngày bộ đội về bản vận động dân làng băng rừng vượt suối, chịu đói chịu rét, đưa được xe tăng về đánh trận làng vây vẫn còn sống động trong tâm trí của các bô lão và được kể qua nhiều thế hệ con cháu người Paco, Vân Kiều. Trong Mậu Thân 1968, nhiều người con Paco, Vân Kiều đã cùng với những người lính cụ Hồ vĩnh viễn nằm lại dọc đường chính Khe Xanh, nơi được mệnh danh là nghĩa trang không bia mộ này. Ngày 20 tháng 1 năm 1968, chiến dịch nghi binh Khe Xanh chính thức mở màn và kéo dài suốt 170 ngày đêm. Cả Nhà Trắng, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Việt Nam, tướng Westmoreland và dư luận Mỹ đều không mảy may nghi ngờ về mục đích thực sự của cuộc tấn công này. Họ vẫn đinh ninh rằng quân giải phóng sẽ thực hiện một trận Điện Biên Phủ trên không thứ hai ở Khe Xanh, nên quyết tâm phải giữ Khe Xanh bằng mọi giá. Vì thế, Khe Xanh trở thành một trong những chiến trường ác liệt và đẫm máu nhất trong suốt cuộc chiến tranh. Tập 4 phim tài liệu Mậu Thân 1968, Nghi binh Khe Xanh phát sóng 20:05 ngày thứ 6, mùng 1 tháng 2 năm 2013 trên kênh VTV.